Chúa hề phạm thoại hướng dẫn mọi người trừng trị những đứa bạn ham ăn cực kỳ ảo ma Canada. Em ăn gì đấy? Năm thiêu. Sao thiêu mà vẫn ăn? Đói. Anh cũng đói này. Nhưng mà em ăn hết cái này thì là em no rồi. Anh ăn thì em đói. Nhưng mà nó còn nóng kìa. Không phải đâu. Cái này là do nó nóng đâu. Nhưng mà sao vẫn thơm mà. Không, mùi thiêu nó có mùi thơm. Em chấm gì đấy? Cái này là thuốc độc á. Con thử được không? Không, không ăn được đâu. Cái này ăn vào là trúng độc đấy. Đúng không? Thì còn đấy là gì em? Cái này là nhựa quá. Giòn, dài lắm. Không, cái này nhựa ở ăn vào trong người là nó bị mắc bệnh. Tại em có bệnh từ trước rồi em không mắc nữa. Thơm á. Không. Nhựa toàn cái mùi siêu thiêu thôi. Không có thơm đâu. Nước gì đấy? Mưa. Mà sao nước mưa màu nhìn giống trà chanh ấy? Không, nước mưa chảy ra từ trong cống. Uống cái này không uống được đâu, vì đau bụng quá. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.